Vâng, chúng tôi là Trần Như và Diễm Thi xin gửi lời chào đến quý khán giả với bản tin truyền hình sáng ngày 7 tháng 5 với một số tin tức đáng chú ý. Cá chết là do nhiễm kim loại nặng, một tàu du lịch ở Hạ Long cháy rồi Thưa quý vị, khủng hoảng môi trường cá chết hàng loạt ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có diễn biến mới. Báo chí Việt Nam hôm qua đưa tin, kết quả xét nghiệm mẫu cá chết do Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thực hiện cho thấy bị nhiễm kim loại nặng. Tuy nhiên, các giới chức bộ này không được phép tiết lộ chi tiết về chủng loại, thành phần và hạm lượng kim loại mà phải chuyển thông tin sang Bộ Tài nguyên Môi trường. Trong diễn biến khác, thợ lặn do Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Bình thuê dự kiến khởi sự khảo sát vùng đáy biển xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vào hôm nay 7 tháng 5 2016. Trước đó, theo tin báo chí Việt Nam ở khu vực biển cách bờ từ 2 đến 3 hải lý, người dân địa phương báo cáo nhìn thấy cá chết xếp lớp dưới đáy biển, nơi có các rạn san hô mà ngư dân lặn xuống để đánh bắt cá. Người dân phản ánh là các rạn san hô giờ đây không còn màu sắc mà được phủ một lớp bùn đen. Người dân cho biết trên mặt nước biển thì vẫn thấy màu xanh dương nhưng lặn xuống dưới thì thấy màu vàng đục. Một số du khách bị thương vì nhảy xuống biển ở cảng Tuần Châu, Hạ Long khi tàu du lịch 5 sao Aphrodite bất ngờ bốc cháy dữ dội và chìm lúc vừa cập bến. Vụ việc xảy ra vào lúc 11 giờ trưa ngày 6 tháng 5 năm 2016. Trên tàu lúc đó có 39 du khách, trong đó có 36 người nước ngoài. Tin ghi nhận tại chỗ cho biết, một du khách bị gãy chân và vài người khác bị xây sát, nhưng vụ hỏa hoạn bất ngờ làm nhiều người hoảng sợ. Mặc dù lực lượng cứu hỏa đã đến tiếp cứu, nhưng tàu du lịch Aphrodite bị thiêu rụi hoàn toàn và chìm xuống biển. Sau vụ tai nạn, công ty du lịch VIP Hạ Long sở hữu chiếc tàu Aphrodite đã bị tạm đình chỉ hoạt động. 6 công nhân Myanmar thiệt mạng ở tỉnh Supranburi, miền trung Thái Lan khi một căn nhà bị nổ tung vì pháo tự chế. Cảnh sát quận Uton cho biết tin như vậy hôm thứ Sáu. Vụ nổ kinh hoàng giết chết 4 phụ nữ và 2 người đàn ông, tất cả là người Myanmar và theo cảnh sát địa phương, các nạn nhân được thuê mướn để chế tạo các loại pháo bất hợp pháp cảnh sát cho rằng những quả pháo cỡ lớn đã giết những người chế tạo ra nó các loại pháo nổ pháo bông và pháo thăng thiên khá phổ biến ở thái lan và được người dân sử dụng trong những ngày lễ truyền thống vào năm 2012, một pháo hoa cỡ lớn đã phát nổ trong lễ mừng năm mới âm lịch ở Thái Lan, làm 4 người chết, gần 90 người bị thương. Các toán cứu hộ hôm thứ Sáu đã tìm thấy thi thể bà Noria Kanon, Thứ trưởng đặc trách công nghiệp Đồng điền và hàng hóa Malaysia. Xác nạn nhân được phát hiện ở gần nơi chiếc trực thăng AS-350 chở bà và 5 người khác bị rơi trên đảo Boreo, bang Sakawak vào hôm 5 tháng 5 theo afp trên chiếc máy bay lâm nạn còn có ông amuni adula là phu quân của bà thứ trưởng ngoài ra còn có hai dân biểu và hai giới chức chính phủ malaysia phi công lái chiếc trực thăng lâm nạn là một người philippines công tác cứu hộ hiện đang rất khẩn trương chiếc trực thăng có thể bị rơi gần một dòng sông trong rừng rậm sakawat thi thể bà thứ trưởng được tìm thấy ở gần bờ người nhái cứu hộ đang tìm kiếm bánh vỡ trực thăng dưới đáy sông thông tin nói con sông này có nhiều cá sấu cỡ lớn Quý vị vừa đến với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ afetungviet.net. Nếu bị tình lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ á châu tự do.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org hoặc bằng ứng dụng app của AFA tải xuống từ App Store và Google Play. Diễm Thi và Trân Như, xin kính chào tạm biệt quý vị.